thang máy. Hay rồi, đúng không ạ? Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món mứt dừa. Và hôm nay thì mình sẽ làm mứt dừa viên. Hôm nay mình mua dừa về, mình làm sạch, gọt sạch cái vỏ ở bên ngoài. Để làm cái mứt dừa viên thì mình lựa cái loại dừa bánh tẻ. Nó đang còn cái độ dẻo, nó không quá già nhưng nó cũng không quá non. Và mình làm nó sẽ vừa cái độ dẻo và ăn ngon. Ở đây mình sử dụng hai trái dừa, mình đã gọt sạch sẵn. Và mình chuẩn bị sẵn một tô nước, mình sẽ vắt chanh vào để mình ngâm cái dừa của mình. Nửa trái chanh mình vắt vào. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình làm. Sau khi mình cắt cái dừa của mình thành từng hạt lựu như thế này rồi thì mình sẽ ngâm trong cái nước chanh này khoảng 1 tiếng rồi mình sẽ mang đi xả lại sạch với nước lạnh khoảng 2-3 lần nhé. Nếu các bạn không muốn ngâm nước chanh thì mình có thể ngâm nước vôi hoặc là mình luộc sơ qua. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ ngâm nước chanh nhé. Đây, dừa của mình sau khi mà mình ngâm trong cái nước chanh được khoảng 1 tiếng thì bây giờ mình sẽ mang ra mình rửa lại thật sạch nhé. Bạn nhớ là mình sẽ rửa lại khoảng 5-6 nước cho cái dừa này của mình nó thật là sạch. Sau khi mình rửa thật sạch cái dừa của mình thì mình sẽ cho vào tô. Và đây, hôm nay mình sẽ làm mứt dừa viên vị lá dứa. Mình đã xay sẵn lá dứa để mình bỏ vào cái nước của lá dứa vào trong tủ lạnh khoảng 5-6 tiếng để cho cái nước của lá dứa của mình nó được cái màu đậm hơn nhé. Nếu mà mình làm mình xay luôn thì cũng được, nhưng mà cái vị lá dứa của mình nó không được đậm. Nên mình bỏ vào tủ lạnh, ngăn mát tủ lạnh cho cái xay trước để cho nó đậm hơn. Mình sẽ cho cái nước này vào. Nó hơi nhiều nước, mình sẽ cho bớt vào. Và cuối cùng là đường. Ở đây thì mình cân cái dừa này của mình khoảng 300g dừa thì mình sẽ sử dụng từ 200 đến 250g đường. Nếu mà mình muốn nhiều, nó lên phân trắng nhiều và đẹp thì mình sẽ sử dụng 3 tỷ lệ là 1:1 là 300g đường luôn nhé. Mình sẽ để ướp cái dừa này của mình trong nước đường và nước lá dứa khoảng từ 4 đến 6 tiếng. Sau khi mình đã ủ cái dừa của mình được khoảng hơn 4 tiếng thì bây giờ mình sẽ lấy nước dừa của mình ra xem nhé. Nếu mà các bạn có thời gian thì mình có thể ủ đêm 6 tiếng để cho cái màu dừa của mình nó lên nó sẽ đẹp hơn. Còn không thì hơn 4 tiếng là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ xên cái nước trước.
Đây cái mứt của mình nó bắt đầu nó đã bám phấn trắng rồi, mình vẫn để ở trên bếp, mình để lửa thật là nhỏ để mình đảo nhé. Hôm nay thì mình làm cái mứt là cái vị lá dứa này thì mình cho hơi nhiều cái nước lá dứa. Các bạn nếu mà các bạn làm thì các bạn cho ít cái nước lá dứa thôi. Mình xay thì mình bỏ ít nước thôi cho nó đậm đặc á. Thì cái thời gian mình xên nó sẽ ngắn lại. Ở đây mình xên mứt này thì tầm khoảng 45 đến 50 phút ạ. Mình cứ tiếp tục mình xên. Cái dừa của mình nó khô hẳn. Mình để lửa thật là nhỏ nhé. Mình xên này cho cái dừa của mình thật là khô thì mình để trong cái ngăn mát tủ lạnh, mình bỏ trong bịch bóng á, mình bỏ bọc kín hoặc là trong cái hộp mà mình đựng kín á thì mình có thể để rất là lâu mà cái dừa của mình nó không bị chảy nước. Và đây mình đã vừa hoàn thành xong món mứt dừa viên vị lá dứa. Ở đây thì mình dùng cái lá dứa nên tự nhiên nên là cái màu nó sẽ không xanh tươi như là cái màu mà mình mua ở ngoài. Còn nếu mà các bạn mà muốn màu nó tươi nó đẹp hơn nữa thì mình có thể là mình cho thêm 1 đến 2 giọt hương lá dứa nhé. Ở đây thì bây giờ mình đây cái dừa của mình ở trong thì nó rất là dẻo. Đối với cái món mứt này thì mình nên bảo quản là đối với những cái loại mứt Tết này mình làm trước. Cái mứt này nó rất là dẻo, mà cái mứt dừa viên này thì mình làm dễ hơn là mình làm cái dừa sợi nữa. Tại mình sao á, cái thời gian của nó lâu hơn một chút nhưng mà nó không có bị nát. Nó có vị vẫn đang còn cái độ béo, độ giòn của dừa và mùi thơm rất là đặc trưng của lá dứa. Mình mua vừa cái dừa mà bánh tẻ thì ăn rất là ngon. Y như là một viên kẹo vậy á. Mà mình thấy cái cách làm dừa viên này dễ làm hơn là dừa, hơn là những cái mứt dừa bình thường. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Video thực hiện món mứt dừa viên vị lá dứa của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu thích video của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Các bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.